Nhiều chị em đang băn khoăn là collagen Jittery phù hợp cho ai và có những dòng Jittery nào phổ biến ở Việt Nam. Thì hôm nay em xin được chia sẻ chi tiết về những dòng collagen Jittery cho mọi người để mọi người biết và tìm hiểu thế nào là hàng chính hãng và thế nào là hàng fake. Đầu tiên em xin được đi vào câu hỏi là collagen Jittery ở Việt Nam thì có những loại nào phổ biến. Thì bây giờ chị em cùng theo dõi cái video chia sẻ về collagen Jittery ở Mỹ có những cái dòng nào người ta đang sử dụng. Để tham khảo những sản phẩm mà Jittery đang bán ở trên thế giới, bán ở Mỹ, thì mọi người có thể ấn vào từ jittery.com, truy cập trực tiếp vào trang web của Jittery. Thì đây là trang chủ của trang jittery.com. Mọi người ấn vào Your Product. Ở đây thì hiển thị ra tất cả những thông tin về sản phẩm của Jittery đang bày bán về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, rất nhiều các dòng sản phẩm, các mẫu mã khác nhau. Như video mà em đang review cho mọi người là dòng collagen Jittery tip 123 6000mg. Vừa rồi em đã chia sẻ về các cái dòng collagen Jittery ở bên Mỹ, thì còn ở Việt Nam thì được nhiều người sử dụng là hai dòng collagen chính là collagen Jittery 290 viên dành cho nữ và dòng collagen Jittery 290 viên dành cho nam, có chữ men ở đây ạ. Hiện tại thì cái dòng dành cho nữ này có cả loại là 390 viên. Hai dòng này thì không khác nhau về chất lượng, chỉ khác nhau về số lượng sản phẩm. Loại này là 290 viên, còn loại này là 390 viên. Về cái dòng collagen Jittery dành cho nam thì nó có cái loại là 390 viên nữa, nhưng ở trong video ngày hôm nay thì em không chia sẻ, mà em chỉ chia sẻ về cái dòng 290 viên để mọi người biết, vì nó chỉ khác nhau về số lượng, còn chất lượng của nó thì không thay đổi. Một số lưu ý mà mọi người khi lựa chọn cái dòng collagen Jittery 290 viên này thì mọi người cẩn thận tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Sản phẩm này thì giá đã được niêm yết ở trên website của hãng jittery.com. Nếu mà mọi người thấy những cái sản phẩm này có giá rẻ quá, khoảng 200 cho đến 300 nghìn một hộp Jittery 290 viên này, thì mọi người cẩn thận tránh là mua phải hàng fake. Và sản phẩm này thì có những cái chấm nhỏ ở trên hộp, mọi người có thể để ý đấy ạ. Những cái chấm nhỏ này sờ tay và có độ gợn. Màu sắc của sản phẩm thì được in sắc nét. Và đây là những cái đặc điểm mà để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả. Bên trong cái viên thuốc của Jittery này thì nó có cái biểu tượng logo của Jittery, nên là mọi người chú ý tránh là mua phải những cái sản phẩm mà bóc ra không có những cái logo ở bên trong, thì như vậy là khả năng là hàng giả rất cao. Hiện tại thì thực phẩm chức năng không chỉ là collagen này đâu, còn rất là nhiều cái loại nữa, thực phẩm chức năng nữa là hàng giả, hàng nhái làm rất là nhiều. Vì vậy là chị em cần cẩn thận tìm nơi uy tín, tránh là mua phải những hàng kém chất lượng, uống vào không có tác dụng làm đẹp mà đôi khi còn gây hại cho cơ thể. Mọi người đang băn khoăn là collagen Jittery này thì nó có tác dụng gì? Thì em xin được chia sẻ. Collagen Jittery này nó được chiết xuất từ collagen tip 1, 2, 3. Đây là cái 3 cái tip mà quan trọng nhất của collagen, giúp da được mềm hơn và trắng sáng hơn. Thì theo thời gian mà chị em hay bị lão hóa, khiến cho da nó sẽ trở nên khô hơn, chảy xệ và có những cái vết là nám, tàn nhang hay là vết chân chim, thì bổ sung đầy đủ cái collagen này thì sẽ giúp chị em là cải thiện được làn da tốt hơn, giúp da trở nên mịn màng, trắng sáng hơn. Và hơn nữa thì thường gặp ở các chị em là có cái hiện tượng là tóc nó bị gãy rụng, vì thế nên là uống cái collagen Jittery này vào và các dòng collagen ấy, nó sẽ giúp cho là tóc được mềm hơn, mượt hơn và bớt đi cái hiện tượng là gãy rụng. Thông thường mà ở cái độ tuổi ngoài 30 thì có những cái biểu hiện, ví dụ như đêm đi ngủ là chân có những cái dấu hiệu là hơi buồn buồn này, và khi vận động thì có cái trạng thái ở xương khớp nó bị mỏi, nhiều người là bị nhức. Để như vậy là do là chúng ta ở cái sụn của khớp ấy là nó thiếu đi cái chất nhầy, nên là chúng ta cần bổ sung lại những cái loại thực phẩm, ví dụ như da gà này, sườn sụn, sườn non, thì bổ sung đấy là chất nhầy cho khớp. Đấy là thực tế là bổ sung collagen. Trong cái thằng collagen Jittery này ấy, thì nó cũng bổ sung cho xương khớp rất là tốt. Và hơn nữa là em phân tích đánh giá cái này rất là tốt trong cái khoản bổ sung cho xương khớp. Nó giúp cho là cái xương của chúng ta được chắc khỏe hơn, và cái sụn đầu gối ấy, nó tiết được ra nhiều chất nhầy hơn, khiến cho mọi người là không còn hiện tượng là bị buồn chân, buồn tay hay là có những hiện tượng bị đau mỏi xương khớp. Vì vậy là mọi người hãy chú ý
và nên bổ sung cái dòng collagen type 1, 2 và 3. Những ai thì nên bổ sung collagen Zyrtec thì mọi người cũng biết rằng là trong cơ thể chúng ta thì collagen này nó chiếm 25% tổng số protein của cơ thể. Nên là nếu mà chúng ta thiếu hụt cái collagen này trong ăn uống ấy, không đầy đủ hay là theo thời gian thì cơ thể bị lão hóa khiến cho cái lượng collagen chúng ta ăn nó không bù đắp được, thì cũng có nhiều cái hiện tượng như em vừa rồi chia sẻ là chân tay nó buồn bực này, da nó kém đi, nó xuống sắc hơn, nó bị nhăn nheo chảy xệ, tóc bị gãy rụng. Vì vậy những người mà có những cái biểu hiện như vậy thì nên bổ sung collagen. Còn những người mà chưa có những cái dấu hiệu như trên thì cũng nên bổ sung collagen. Trung bình thì cơ thể của mỗi người thì hấp thu mỗi ngày là tiêu hao đi khoảng 15 cho đến 20.000 mg collagen. Vì vậy mà chúng ta bổ sung thiếu qua đường ăn uống thì nó sẽ gây nên những hiện tượng là thiếu hụt và nó có những cái tác động xấu đến cơ thể như em vừa rồi kể trên. Vì thế thì các chị nên tìm hiểu bổ sung cái dòng collagen Zyrtec type 1, 2, 3. Còn đối với nam giới thì các anh cũng nên tìm hiểu và bổ sung cho mình cái dòng là Zyrtec dành cho nam. Ở cái sản phẩm collagen Zyrtec dành cho nữ này thì một viên nó có hàm lượng là 6.000mg collagen. Nó ở type 1, 2, 3 thì các chị nhìn thấy đây có skin health là giúp cho là da, cho tóc và xương khớp rất là tốt. Thì đây có cái bảng thành phần này có ghi là 6.000mg đấy ạ, 6.000mg collagen. Hạn sử dụng là tháng 1 năm 2023. Còn cái sản phẩm ở nam giới thì sao ạ? Sản phẩm ở nam giới thì có cái trọng lượng là 290 viên này. Ở trên đây cũng bảng giá trị thành phần của sản phẩm. Nhưng mà ở đây thì dành cho nam giới thì nó chỉ chiếm là 5.000mg đấy ạ. Cái dòng collagen peptide này nó chiếm 5.000mg. Nghĩa là một viên này thì nó chứa 5.000mg, nó kém hơn so với nữ là 1.000mg trên một viên. Hiện nay thì cũng rất là nhiều chị em đã quan tâm đến vấn đề là chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Thì ngoài uống cái collagen này ra thì bên em gặp nhiều khách hàng là các chị uống các loại như là sữa ong chúa này, bổ sung thêm là vitamin E. Mà còn một số chị khác thì quan tâm thêm thì các chị có thể bổ sung thêm những cái dòng như là kem dưỡng hay tế bào gốc. Chúng ta lại chăm sóc những cái dòng tế bào gốc, những loại là chăm sóc da cao cấp, khiến cho làn da chúng ta là khỏe đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Một cái băn khoăn nữa là bổ sung cái collagen Zyrtec này như thế nào cho hiệu quả. Thì nhiều chị em đã mua cái dòng collagen này ở trên mạng, thì có những chị em là cũng mua được những cái sản phẩm chuẩn, thì về thì không biết là sử dụng như thế nào. Thì em xin được chia sẻ, mỗi ngày thì các chị nên bổ sung 6 viên chia làm 2 bữa, sáng 3 viên và tối 3 viên. Các chị nên uống trước khi ăn khoảng tầm 30 phút để cho collagen Zyrtec nó được hấp thụ tốt nhất. Nếu mà các chị sử dụng cái dòng collagen Zyrtec 290 viên này thì các chị sử dụng được trong vòng 1 tháng rưỡi. Mỗi ngày trung bình là các chị uống là khoảng độ 6 viên thì đây là tương đương với gần 300 viên chia cho 6 được 50 ngày thì tầm 1 tháng rưỡi. Còn những chị nào mà sử dụng cái lọ 390 viên này thì sử dụng trong vòng 2 tháng. Nên là các chị cần bảo quản sản phẩm thật tốt, tránh ánh nắng trực tiếp, không khí vào sẽ làm cho sản phẩm nó bị thay đổi đi cái chất lượng. Tại sao lại người ta lại sử dụng cái vỏ hộp nó lại màu đen như thế này mà không phải trắng sáng? Bởi vì là trong cái sản phẩm collagen Zyrtec này nó có cả dẫn xuất của vitamin C. Vì vậy là khi ra ngoài gặp không khí thì nó sẽ có hiện tượng là nó bị dính, ướt. Hoặc là nếu mà gặp ánh sáng trực tiếp ấy thì nó sẽ đổi màu và nó bị oxy hóa. Vì vậy là người ta làm những cái sản phẩm nó màu nó tối như thế này. Kể cả những cái sản phẩm của bên Neocell cũng vậy. Như em đã làm những cái video trước về cái sản phẩm này, thì sản phẩm này đều có tối màu hết, cái vỏ tối màu hết, để cho cái sản phẩm nó không bị oxy hóa và bị ánh nắng, ánh sáng trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng. Một cái băn khoăn của các chị là uống collagen Zyrtec này rồi thì có cần là bổ sung thêm những cái loại collagen nào khác không? Thì đây là một câu hỏi mà rất là nhiều chị đang quan tâm. Có một câu hỏi của chị Thu Hoàng như sau. Chị đang uống collagen Zyrtec 290 viên. Cho chị hỏi là chị có nên bổ sung thêm dòng collagen nào khác nữa không? Và cần ăn thêm thực phẩm hàng ngày có collagen không? Thì đầu tiên thì em xin được nói là việc bổ sung cái collagen khác ấy, thì mỗi dòng collagen nó có một cái cấu tạo, một cái hàm lượng khác nhau. Các chị là không nên bổ sung cùng một lúc các loại collagen. Các chị có thể uống bổ sung thêm những sản phẩm khác như là vitamin E của Blackmore hay là vitamin E của Natumed, hay là lựa chọn cái dòng là vitamin E của Nga. Thì đây là những cái loại thực phẩm mà các chị nên bổ sung khi dùng
collagen, không nên là bổ sung cùng một lúc nhiều dòng collagen. Và để được hiệu quả thì ngoài sử dụng cái dòng collagen Zutari này thì các chị hãy nên quan tâm đến những cái dòng sản phẩm collagen khác như là collagen Neo Cell này, collagen của bên VB Collagen hay là DHC của Nhật. Tránh trường hợp là các chị đang dùng cái sản phẩm collagen Zutari này mà các chị lại chuyển sang một cái sản phẩm khác nó không có cái hàm lượng của nó đầy đủ, hàm lượng nó kém hơn thì đôi khi là chất lượng của nó không được tốt. Một cái băn khoăn là có nên bổ sung thêm collagen theo đường ăn hay không, thì em cũng chia sẻ là dù các chị uống cái thực phẩm nào đi chăng nữa thì cũng nên bổ sung thêm đường ăn. Các chị có thể là ăn gân bò, da cá hay là ăn sườn non, sườn sụn, thì đấy là những cái thực phẩm mà thiết thực nhất nó bổ sung collagen cho chị em. Vì vậy thì ngoài uống cái dòng collagen Zutari này hay là các cái dòng collagen khác thì các chị cũng nên bổ sung thêm ở đường ăn. Vậy thì mua collagen Zutari ở đâu và cần chú ý điều gì? Thì em cũng chia sẻ rồi là cái sản phẩm em đang làm ở đây có phân biệt cho các chị về cái đặc điểm nhận dạng là tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Vì vậy là các chị hãy mua hàng, hãy kiểm tra kỹ, tránh là những cái sản phẩm nó không có chấm ở trên này, hoặc là những cái sản phẩm mà nó có chấm thì các chị cũng phải kiểm tra kỹ xem nào nó là cái bao bì của nó có chuẩn hay không, nó có sắc nét hay không, hay là cái địa chỉ mà các chị mua hàng ấy nó có uy tín hay không thì mới mua được những sản phẩm chuẩn, chất lượng của Mỹ. Vì là hiện nay thì cái sản phẩm giả nhái rất là nhiều ở trên thị trường, bán rất là nhiều loại giá, nên là các chị hãy cẩn thận, tránh mua phải hàng kém chất lượng. Bên em thì không chỉ phân phối cái dòng collagen Zutari này mà còn phân phối thêm rất là nhiều những cái dòng collagen và thực phẩm chức năng khác. Nếu mà các chị đã xem nhiều cái video của em hay là những chị nào lần đầu tiên xem cái video này, nếu cần tư vấn cụ thể về cái dòng collagen này thì có thể để lại comment hoặc số điện thoại, thì ở bên Hoa Beauty sẽ liên hệ và tư vấn giúp các chị. Về cái sản phẩm này thì bên Hoa Beauty ship code toàn quốc, các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu mà cái sản phẩm mà không như mô tả thì các chị có thể là không lấy hàng, không nhận hàng. Còn nếu mà các chị ở gần, có thời gian thì các chị có thể là ghé qua shop để mua hàng trực tiếp, được kiểm tra hàng. Em mong rằng cái video này hữu ích cho mọi người. Thì mọi người thấy video này hay thì ấn like và chia sẻ giúp em. Ngoài ra thì các chị ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái video mới nhất em chia sẻ về những cái dòng collagen, những cái dòng mỹ phẩm làm đẹp. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.